Mua app Liên Minh hoặc Liên Quân tại appvip247.com. Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với series đấu trường công lý cùng với Cường Kelly nào anh em. Ở chết. Đấu trường chân lý nha anh em, đấu trường chân lý. Mình cứ quen gọi là đấu trường công lý. Công lý gì ở đây? Đấu trường chân lý thôi anh em. Rồi, thì cái đầu thì chúng ta đã có được một con Pai. Con Pai này chúng ta có hệ hải tặc và thêm một hệ là Assassin. Đó là hệ sát thủ. Thì có thể là mình sẽ chơi một là Assassin, hai là hệ hải tặc. Đấy, chắc là mình sẽ chơi hải tặc thôi. Tại vì cái hệ... nhầm, chắc là mình sẽ chơi Assassin chứ không phải chơi hệ hải tặc. Tại vì hệ hải tặc thì chúng ta khá là có tìm ở những cái giai đoạn đầu, cho nên là mình sẽ chơi hệ Assassin nhá. Rồi, nào. Rồi, chúng ta có một Darius. Darius đây rồi. Chắc là mình sẽ lấy thêm thanh niên Kha'Zix nữa nhá. Và anh em gọi là lưu ý cho mình, nếu mà chúng ta muốn xây dựng một cái đội hình gì mà anh em mong muốn, thì cái round đầu tiên thì anh em sẽ gọi là chọn những vị tướng mà chúng ta thích. Hoặc là anh em có thể chọn đồ. Nếu mà bị cướp thì anh em có thể chọn đồ nha. Đấy, mình sẽ chọn Pai và chắc là trận này mình sẽ chơi lên full sát thủ cho anh em. Rồi, cũng như là anh em nào muốn xây dựng một cái đội hình gì cứng cáp, thì chúng ta nên chọn những cái vị tướng tăng ở những giai đoạn đầu. Vị tướng tăng này là ở đâu? Là vị tướng là có cái hệ Knight kia, là tăng thêm cái sự chống chịu chúng ta, thì sẽ giúp chúng ta có thể sống sót qua những cơn gọi là cơn giao tranh ở những giai đoạn đầu. Và nếu mà anh em muốn ưa thích những cái vị tướng giai đoạn đầu thì nó sẽ dễ rất dễ bị mất máu, và chúng ta không có chống chịu mà không có chống chịu thì rất dễ bị giai đoạn đầu rất dễ bị mất máu nha. Và chúng ta sẽ không chịu được về lay game, cho nên là anh em sẽ bị chơi, nó sẽ bị rơi vào khoảng top 7 top 8 đi đấy. Đấy. Rồi, mình vừa lấy thêm một thằng Garen nữa. Bây giờ mình sẽ cho ngẫu nhiên thằng nào nhảy vào. Thằng nào nhảy vào thì nhảy nha. Ai đây? Garen hay Darius? Garen đi. Mình cho Garen vào lấy thêm cái hệ gần đây anh em. Chứ Kha'Zix bây giờ thì nó cũng không ok lắm. Cho Garen vào thì nó kích hoạt được hệ gần đây luôn rồi. Rồi, chém. Ui, được một cái đồ anh em ạ. Một cái đồ này thì chắc là mình sẽ nhiều đồ hay. Úp lên Garen 2 luôn này. Thơm. Bán con này đi. Lấy thằng Z về. Ngon lành cánh đào luôn anh em. Con Z này chúng ta vừa có hệ cuồng đao luôn. Cho luôn đi nhỉ. Từ. Mình suy nghĩ thế nào. Chắc là có nên cho con này cuồng đao hay không? Spell Dam. Để đấy rồi tính. Chúng ta cứ bình tĩnh rồi chúng ta xây dựng đội hình và chúng ta ghép đồ cho nó sao. Tại vì con gì nó phải cũng hợp lý cho đồ của nó anh em. Chứ anh em ướp ép bừa là nó không ổn áp đâu. Mấy cái trận lần trước là mình có những cái pha mà test game, cho nên là không hiểu biết về game lắm. Và lần này thì cũng có tham khảo nhiều và có thể chơi khá nhiều, cho nên là hiểu biết nhiều về game rồi anh em. Và nếu anh em nào ưa thích cái đội hình gì cũng như là hệ gì thì anh em hãy đừng quên comment ở phía dưới cho mình biết nhá. Hãy comment những cái hệ mà ưa thích của anh em thì mình sẽ cố gắng làm những cái hệ đấy cho anh em xem nha. Rồi, trận đầu chúng ta đã có một trận thắng. Một trận thắng rồi. Có Pai luôn, có Kha'Zix luôn. Pai và Kha'Zix là hai thứ mình chọn. Bây giờ thì không còn gì để lấy nữa cả. Con Pai kìa. Nâng cấp luôn đi. Cho một thanh niên Kha'Zix vào. Chơi thử ba sát thủ luôn. Ba sát thủ mà không có tăng luôn. Để xem như thế nào nhé anh em. Sẽ thế nào chúng ta có ba sát thủ mà không có tăng. Đấy. Chưa gì thôi, mới hai round đầu tiên thôi. Chúng ta đã có được một cái xây dựng một cái hệ ngay rồi. Trời ơi. Hôm nay chơi đội hình gì đây? Để chơi đội hình hoang dã. Hôm nay chơi đội hình hoang dã kết hợp với hóa hình sư này. Người có Nearly với cả Elite cộng với là Warwick nữa. Hoang dã cùng hóa hình sư. Cũng được. Vì tại thì đội hình của người hơi yếu. Ông cần những con tăng để có thể chống chịu những giai đoạn đầu hơn này. Ok. Hai trận thắng liên tục.
2 trận thắng liên tục rồi. Và anh em nào đều thấy gọi là hay thì hãy đừng quên là ấn cho mình phím like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Cũng như là anh em nào chưa like và đăng ký kênh thì hãy kéo xuống ấn like và đăng ký kênh ngay cho tôi. Và ấn thêm quả chuông nữa để mỗi khi mình ra video mới thì anh em có thể cập nhật thông tin mới nhất về cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại cũng như là đấu trường chân lý cho anh em. Có thể mình sẽ úp cái cộng âm mà cộng âm thì cũng ổn, cùng đao. Ok, cho cái dick con này rồi, cho mỗi con một đồ cho nó làm lướt anh em. Cái dick chờ ông ấy cào cho nó nhanh. Ai đây, đội hình gì đây? À, ông này có đội hình là hai cân này bài vang dã. Vang dã là gồm có Ari và Nidalee. Ta có thêm đó chính là hệ tanh nữa, hệ cân này. Rồi, kết liễu đối phương khá dễ dàng với hệ assassin. 3 trận thắng liên tục. 2 trận thắng liên tục rồi. Trận này không biết là win 100 máu không? Anh em có thử thách gì hãy đừng quên comment ý tưởng của mình cho mình biết luôn nha, nhớ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin cái round đi chợ này chúng ta lấy được gì đây? Trời, cái round đi chợ này chắc mình không được lựa chọn đâu anh em. Không được lựa chọn. Có gì lấy đấy thôi. Có gì lấy đấy. Tôi là tôi hiện tại tôi đang top 1 mà. Top 1 là chúng ta phải chọn cuối cùng cho nên là chúng ta không có quyền lựa chọn. Con gì đây, con gì đây? Có Pai kìa. Có Z, có Kha'Zix. Đúng này. Chọn nhanh đi mấy ông ơi. Ờ, chắc mình sẽ chọn cái kiếm BF. Kia nó lấy luôn rồi. Cái thế nhở. Tôi phải lấy tạm con Z để vậy. Tính chạy qua kia cơ mà. Con kia ông mới lấy mất rồi anh em. Đấy, mất kiếm BF của tôi rồi. Thôi thì năng Pai 2 Darius. Darius để slot sau nha anh em. Để slot sau à, nâng cấp luôn này. Cho vào luôn. Rồi xong. Ninja ừ. Ninja bây giờ thì hơi khó tìm ấy. Tại vì hiện tại mình chơi 6 sát thủ với cả 4 ninja mà. Nhưng mà hiện tại thì ngân khố khá là ít cho nên là mình sẽ tạm thời chưa lấy thanh niên tôi lấy luôn. Đây. Nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học anh em ạ. Nghèo cũng phải cho thằng Tèo đi học thôi. Ha, sáu sát thủ cá bảnh anh em. Và anh ta có được cái cung đao Gosu với cái dao sắc nhọn của anh ấy thì có thể gọi là chém liên tục, là lướt lúc nào đánh lâu ấy nhỉ? Vì chúng khi cái round chờ này này cần phải chờ hết những người đánh xong đã thì chúng ta mới đến cái round tiếp theo. Có một bài lấy bài, lấy con này luôn vì nó cũng là assassin mà. Thêm nữa là lấy hệ ninja nữa cho tôi quân Z ta, chứ quân Z với cả thằng Kha'Zix nữa. Kha'Zix bây giờ là lên 2 cũng mạnh, còn Z lên 2 cũng mạnh. Chịu vậy. Tôi xin gặp cái hèn ông này cái ông này cũng khá mạnh đây. Ông này cũng đang top 1. Tôi gặp ông nào đấy ta? Ông này hiện tại là đang Zao. Ông này top nhất này. Ông này có hệ gì? Ông này có hệ quý tộc à? Hệ noble à? Thì chơi hệ quý tộc mà mạnh dữ vậy ta. 3 quý tộc và 1 sát thủ lẻ. Chắc chắn là mình chiến thắng rồi, bởi vì hệ bây giờ của mình hệ bá đạo nhất rồi anh em. Có hệ assassin này, hệ knight này, thêm một hệ ninja nữa. Hệ ninja là hệ nhẫn giả nhá anh em. Quẩy bắt nóc đội hình đối phương. Nếu mà được á thì mình sẽ cố kiếm thằng Akali thay cho thằng Z á. Nếu được. Lại thêm một bài này. Bài 9 tiền thì không được cái gì cả. Assassin luôn. Bùa luôn cho nó máu anh em.
Ông trận này mình sẽ lên được 6 assassin sớm để mình thay thế cho thanh niên hai thanh niên kia. Nhưng mà đấy là một cái chuyện gì khá là xa xôi ấy. Cái đấu trường chân lý này anh em mình sẽ rất dễ đánh được hướng chúng ta. Rất dễ đánh được hướng chúng ta. Đi ly 3 rồi, mà đi ly 3 vậy. Cho xin cái hẹn đi. Tôi đang top 1 chưa thua ai hết nha. Nào đi ly 3 cho tôi gặp cái hẹn ngay. Để pai của tôi mẹ ông đóng đinh. À pai này không có skill đóng đinh. Pai chỉ có skill lướt thôi anh em. Không được, không được. Z cái này thì không được, không được. Z cái này thì oằng mất. Nào đánh nhau mà lâu thế. Không biết tại sao mà chúng ta bị chờ như này không? Vì có mấy thanh niên cầm hòa với nhau ấy. Cầm hòa với nhau. Chờ lâu quá. Ờ, giờ mới được. Z này, Z thai thơm kèo sẽ tích tiền. Không được, không được. Cho thanh niên để xem, để xem. Cái này 20 like khi mà xài kỹ năng xong. Bắn còn qua, bắn còn qua. Cho ai đây, cho ai đây. Cho ông Darius thì trông Darius thì ông xoay cho nó nhiều. Chứ nữa thì mình cũng bán thanh niên Darius đi à. Đây, gặp thanh niên top 1 đi rồi. Mãi mới có cơ hội. Tính tiền cho FV Nari gì đây. Tính tiền à. Đó là có thể cân nai được không? Không được rồi. Tính tiền cho bạn gì đấy đây. 6 tiền, 8 tiền, 8 tiền. Mất 8 máu là 8 tiền anh em. 8 máu, 8 tiền. Giờ auto win rồi, auto win rồi. Mình xây dựng được cái hệ sớm quá. Xây dựng hệ sớm bé. Sẽ phải tích tiền tiếp. Tại vì không có cái con gì mà trong hệ sát thủ chúng ta đang chơi mà. Tích tiền tiếp. Ok, ông nào đã lên Kha'Zix 3 rồi. Công vừa tôi gặp lên Kha'Zix 3 rồi anh em. Kinh thế, kinh thế. Lên 3 Kha'Zix 3. Ai chơi với ông đây? Khi mình chưa có một nào con nào ba cả. À, mọi người đã lên 3 hết rồi. Tôi biết phải làm sao. Phải làm sao đây anh em. Tôi đang thích tiền về lay game nhiều hơn. Và bọn đấy chắc là thích thắng ở giai đoạn đầu đây. Nếu mà mình xả hàng ở giai đoạn đầu như thế này thì nó lại không kịch tính lắm anh em ạ. Xả giai đoạn đầu thì chúng ta không về lay nó khó thắng, không thắng được. Khi mà chúng ta tích tiền như thế này ấy, mỗi round 20 đồng, hiện tại mình đang có 21 đồng đúng không? Sau mỗi round thì mình sẽ lời thêm 2 đồng nữa. Đấy, cũng như thế là cái số tiền cũ của chúng ta. Số tiền cơ bản, lương cơ bản. Đấy, Kha'Zix rồi nha. Xem, mình xem. Thế thích tiền đi. Thích tiền là bạc. Sau này cho con cháu nó hưởng thụ. Mình cố gắng là được rồi. Chút này sau này cho thằng tầm Pai với các thằng Kha'Zix cho nó hưởng thụ anh em, cho nó lên 3 sao. Đây rồi, gặp thanh niên. Thanh niên chưa gì mà đã có 2 con 3 sao rồi. Kinh quá nhở. Ai chơi với ông đây? Kha'Zix của nó 3 sao, nó bá quá anh em ơi. Kinh quá, kinh quá. Nhân phẩm gì đây? Kha'Zix 3 sao gì đây ba? Không đùa tôi à? Tôi nghệ sát thủ đây mà không được 3 sao. Mà nó lại được 3 sao. What? Mà nó lại có thêm thằng Ven 3 sao nhá. Trong khi mình chả có 3 sao nào. Mấy thanh niên sinh ra đã ngậm cái tỉa vàng thì ai mà chơi với nó đây anh em. Sinh ra đã ngậm tỉa vàng rồi. Sinh ra đã ở vạch tích. Vạch tích rồi. Đánh đám cái gì? Đánh đám gì nữa đây? Cái chuyện này sẽ sử dụng hết 500% công lực nha. 500% công lực. Gặt nhẹ cái đầu ông top 1 luôn. Lấy gì đấy ta, lấy gì đấy ta. Mình sẽ có gì lấy nấy. Kiếm bếp, kiếm bếp, kiếm bếp.
Thôi lấy thằng Kennen đi, cho nó lấy Kennen 2. Vì tình mình tìm thằng Kennen nó khó ra quá. Ghét về lây nó cũng ra anh em. Chết rồi. Hơi toang rồi. Đấy là Kennen bây giờ nó không sử dụng được ngay. Mình sẽ cố gắng úp cái hệ ninja lên trước. Ninja sẽ thủ trước ta. Tại vì mình có thể thay cái thằng thằng Z bằng thằng Akali được anh em. Và thằng Akali nó hệ tiền của nó là thằng 4 đồng mà Z là hệ 3 đồng. Trong khi là Akali vừa có Assassin vừa thêm cả ninja nữa. Để xem nhá, xem trận này mình sẽ cùng mình tính toán xem nó như thế nào. Ủa, Mai tốc độ đánh nhiều quá. Đánh trí mạng về quá anh em ơi. Về quá, về quá. Bây giờ tôi mới thua một trận rồi đấy. Thua một trận mà mất 13 máu luôn. Đau. Hơi đau. Có Z này. Lên cấp luôn đi. Kennen bao giờ vào thì mất hệ ninja. Tôi hơi sai cái pha chọn Kennen. Tôi tưởng lên Kennen Kennen 2 là ok. Nhưng mà nó lại không ok đấy anh em. Pai này. Ok. Cho hai thằng Pai đi. Hai thằng Pai kéo lại mạnh hơn anh em ạ. Hai thằng Pai kéo nó choáng nhiều. Lại sướng. Lại mạnh. Lại mạnh hơn. Đấy, trời ơi. Một thằng choáng hướng Tây và một thằng choáng Đông. Đông Tây tư phía. Tây mạng sẽ phải choáng ngập. Choáng ngập với Pai sông nước, bắt cả hai tay. Nào. Không có gì để lấy. Assassin kìa, Assassin kìa. Để xem nào. Tôi sẽ không lấy thằng này đâu. Kata ở đâu anh em? Kata cũng là assassin đấy. Nhưng mà nó hơi khó. Tôi chỉ cần thằng Akali thôi nghe. Giờ thấy bằng Akali là tôi gọi là bỏ mẹ thanh niên Darius hoặc là Garena luôn. Là cho thằng Kennen vào, kích hoạt được hệ ninja. Nó mạnh hơn rất là nhiều. Darius à? Darius giờ không cần. Darius chuẩn bị tôi bán nó đi bây giờ ấy mà. Ba thằng Darius giọt nước ờ à, cái này Z này lên Z2 sao trời ơi. Giao điện này. Ok, giao điện luôn. Giáp gai. Không giáp gai đâu. Ok luôn. Cho nó mạnh luôn anh em. Biết vậy đang từ đâu rồi. Giờ mình đang cố gắng giữ máu anh em ạ. Trận này mình sẽ nó cho mình gặp top 1 này. À không gặp top 1, gặp top bet. Gặp top bet. Top bet nhiều con 2 sao nhỉ? Ông này chơi hệ gì nhỉ? Hệ đấu sĩ, ông này chơi hệ đấu sĩ này. Ông này có 1 2 3 con hệ đấu sĩ. Ba con hệ đấu sĩ. Làm gỏi cái nhẹ. Làm gỏi cái nhẹ. Làm gỏi cái nhẹ. Ôi. Người anh em sát thủ của tôi. Cào liên hoàn. Liên hoàn cào. Đúng là cào như Kha'Zix, cào như cầu cào. Không có sát thủ, không có sát thủ. Tiếp tục tích tiền. Tích đến 50 tiền là chúng ta có thể ăn tiêu một chút. Đang cố gắng nhịn đói chút anh em. Về đây tôi xuất sắc thoải con gà mái luôn. Không được, không được. Giờ tôi tìm con nào hai cứ để vậy đi. Đang có hai con Pai mà chưa có nào hai sao cả. Hai sát thủ hai sao nữa cả. À đây, à đội hình. Hôm nay mình sẽ xem đội hình của ông này. Ông này là có đội hình hoang dã. Là gồm có hoang dã là gồm có Dili với cả
Ares cộng thêm đấy là hệ rồng, có con rồng với Sivana với con rồng này, và ông ấy chơi thêm một hệ phép, đó chính là ông này có thêm một hệ phép nữa, có cắt Katsadin rồng và Ari đấy, ông này chơi khá như vậy, khá đa hệ. Pai này, trời ơi Pai ơi là Pai sẽ bị ra bây giờ nhỉ. Bán rồi đi, bán rồi đi, Sen với cả Pai bán này luôn. Vậy thì mình sẽ không chơi cái con gì của bán Evelyn đi luôn, chuẩn bị bán là nó ra ngay đây mà anh em biết ngay mà, bán phát là ra, bán phát là ra. Nếu mà chúng ta bán nó đi á thì tỷ lệ chúng ta tìm kiếm thì nó càng nhiều hơn. Mình cần thằng Z, thằng Sen hơn, thằng Sen với cả thằng Pai hơn, đó là cái thằng Assassin này. À thế nhiên nào đây, thế nhiên chơi hệ hóa hình xưa anh các bạn. Trời ơi tôi thua thế như nào, tôi thua thế như nào, đâu dễ thua như thế, cố lên cố lên. À chết rồi, 2-1 anh em song sinh của Pai không được rồi, không được rồi anh em, lại thua đi như này. Thế như chịu hóa hình sư, hóa hình sư được đấy. Trời có con đồng ngon kìa, cũng là một hệ sát thủ, xem có ông nào lấy không nhá. Tôi kiếm Azumu anh em, xem có ông nào lấy không. Đừng lấy nha, đừng lấy nha, đừng lấy mà. Ừ hên, đây rồi, xin nhá, xin nhá. Ok thôi rồi anh em, là bây giờ chúng ta có 4 hệ sát thủ rồi, 4 hệ sát thủ, 4 sát thủ. Ủa con rồng này chui vào luôn cả. Hai Kha'Zix này, Pai này. Ơ từ từ từ, bán cái này đi, mua về con Pai, nó sẽ lực à, Pai luôn, Z luôn, Pai 3 luôn anh em, Pai 3 luôn, Pai 3 sao kìa anh em. Từ từ, hai Rengar, một thằng đi ra chắc là 2 sao được rồi. Được, tôi lại không úp con Kennen nữa nhé. Trời thương yêu bạn nhé, đang phải suy tính cái hệ mà nó này, game này khá là dội não anh em, cho nên anh em cần tập trung hơn nhiều hơn nữa, hơi dội não một tí. Xem nào, Sen này, Sen 2 này, lại ra Kennen nó câu kéo tôi kìa. Bốn Assassin, bốn Assassin, sao đây ta, cứ vậy đã. Rồi để thế này đã, chút được tính sao, chút được tính sao, hơi đau não một tí, hơi đau não một tí. Gặp tất nhiên này chơi hệ cung thủ kết hợp ao này, chơi hệ băng này, hệ băng chuyện với cả hệ đấy nữa. Cố lên, 3-1, 3-1 đừng bảo không lại nha. Ok mày top 1 mà ông không lại mình, có tí chuyện tốt rồi, có tí chuyện tốt rồi, có thằng Sen kìa, biết trận này lên Sen 3 không. Up level. Chờ... đây. Không có sát thủ. Không có sát thủ. Có này. Không có dụ tôi Kennen 2 kìa. À. Không, đừng có dụ Kennen 2. À Kennen 3. Kennen 3 là một cái quá trình rất là lâu anh em. Khó tìm á. Đây, lại ra.
lại thìa vàng nữa kìa, nhiều thìa vàng thế. À, chúng ta còn 5 sát thủ à. Man, nhất lên cái nền không? Đã luôn đi. Z này. Katarina. Bán mày luôn đi. Cho thanh niên đâu rồi, đâu rồi? Tại thanh niên nào vào đi. À, cho Kha'Zix con vào. Mình lấy 6 cái assassin đã. Chuẩn bị úp nha, chuẩn bị úp nha, chuẩn bị comeback lại nha. Thua game này cũng được. Trời ơi. Gặp lại thiên nhiên top 1. À, vẫn thắng. Vẫn thắng anh em ạ. Vẫn thắng. Ngon. Cái Mazumu mình chuẩn bị sử dụng với nó ở đây. À, vớt đi. Thì trong này con nào cũng có sát thủ hết rồi. Con nào cũng là sát thủ hết rồi. Rồi sao chạy con này vào. À, thằng Kha'Zix con, thằng Kha'Zix con. Từ từ. À, đâu 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 đâu. Còn 6 sát thủ, còn 6 sát thủ rồi, không sao không sao. Đây này nhá. Xem này nó thay con gì rồi. Cái này hệ 3 đồng. Có thể thay thanh niên Kha'Zix được đấy anh em. Được, bán luôn. Bởi vì Kha'Zix của mình sắp lên 3. Mình đang thừa một thằng Kha'Zix nữa. Ok ok. Làm gọi nhẹ cái ông này. Ui, bắn chết luôn. Bắn chết luôn anh em ạ. Sen này. Aren không sử dụng. Z lên Z3 hóa vàng ngay cho tôi. Cũng lâm hợi cái này. Hiện tại là tôi đang chơi một để đây. Xem cái round đi chợ mình lấy được thêm một cái slot không nhanh em. Rồi tính. Thế là một slot không rồi tính. Akali đâu? Tôi cần Akali cơ. Đau quá, đau quá. Akali bây giờ mình kích hoạt được hệ ninja thì là ok ngay. Wow này sẽ lấy tiền vàng. Lấy tiền vàng, đừng ai lấy tiền vàng của tôi, please. Có 2 tiền vàng, trong khi có 4 người. Xem mọi người sẽ chọn cái gì. Đồ mình thích hay là tiền vàng. À, có 2 bạn chọn. Xem bạn này. À, hai bạn chọn ấy rồi. Thế mình sẽ chọn thìa vàng đi. Lấy thêm một cái slot nữa dành cho cái con Akali. Cho nó khá bảnh lên. Akali ơi, xuất hiện nhanh đi. Thêm một slot này. Cho nó như nào vào đây. Được Kennen kìa. Để tôi mua mày xem mày có lên được level 3 không nhá. Mua nó xem nó lên được level 3 không nhá anh em. Mà nó cứ ra hoài. Ra hoài luôn. Ủa. Ủa, cuốn sát thủ mạnh quá anh em ạ. Đánh crit dam kìa. 1600 kìa. Ông Z của tôi, ông ấy, ông cao vắt 1600 đam. Trời ơi. Bóng tối tử thần. Bóng tối tử thần Z. Kata này. 6 assassin rồi. Xuất sắc luôn đi. Kata.
Agatha nữa. Thiếu thằng Akali à? 1, 2, 3. Tại tôi mới có 3 ninja thôi anh em. Cần thêm Akali với kích hoạt được 4 ninja. Úi trời ơi. Cao. Trời ơi. Làm gỏi với bác này luôn này. Cao một phát mấy nghìn mấy đam. Anh đấm gì? Z của tôi anh em. Cao phát 1000 mấy đam. À. Kata này. Ui ôi, 1000 đam kìa. Tạm biệt, tính tiền cho bạn gì đây đây. Thiếu gì? Akali đây rồi. Từ từ nhá, từ từ nhá. Sen vào. Cái nên 2 vào. Ôi trời. 7. Ok. Cũng được, cũng được. Kata bây giờ nó mới 1 thôi anh em. 6 sát thủ và 4 ninja. 6 sát thủ và 4 nhẫn giả anh em. Khá bảnh chưa? Khá bảnh chưa? Lại là Kennen tiếp này. Nè. $2500 kìa. Crit 2500. Bán đi. Lấy cái này. Con Vega của mình nó đang cầm cái đâu đồ đấy. Nó bung slot luôn này. Bung slot luôn. Thì mới không chơi đồ thế này. Chờ đại thì đạt đất. Giờ tìm Venga 3 và hoặc là Kha'Zix 3. Kha'Zix một con, hai con nữa mới lên 3. Có thế nhở? Ờ để vậy đi. Giờ chỉ còn hai người thôi. Ông này chơi đội hình gì đây? 2468 à? 2468. Đúng là 2468 rồi. Trời ơi. Ủa 2001 đam. Quá tởm, quá tởm. 2001 đam anh em. What? Trời ơi, đội hình 6 sát thủ này đúng là bá đạo nhất rồi anh em ạ. Bá đạo nhất chợ gạo rồi. Anh em còn không mau là kéo xuống ấn like với cái kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Xin thằng Akali đi. Kata 2 cũng được. Akali. Mày ở đâu? Đây rồi, Akali đây. Akali nữa. Renga. Renga. Có con nào đi đây? Renga của tôi cũng sắp lên 3. Bỏ Kata đi. Mình có đủ 6 sát thủ rồi mà. Nhưng bây giờ nó mới cho tôi lên Kata 2. Cái gì đấy, tôi thua à? Tôi thua à, anh em? Tôi thua à? À đâu có thua. Form. Trời ơi, 2001 đam. Một đánh thương 2001 đam anh em. Qua kinh cổ, qua kinh cổ. Một tần quyết định, một tần quyết định. Kha'Zix. Kha'Zix nữa đi. Kennen kìa. Lấy Kennen luôn. Ra Akali. Akali. Kha'Zix, ừ hên Kha'Zix 3. Trời, không kịp vào, không kịp vào trận rồi. Chắc ông này thua luôn rồi anh em. Ok. Ôi. Cho ấy một cơ hội đi, Bly. Cho ấy một cơ hội đi. Đúng rồi, cố lên là các bạn. Hay quá anh em. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Còn cơ hội, còn cơ hội. Cảm ơn bạn. Các bạn thắng đã round này. Bạn đã thắng round này là mình gọi là thích thú hơn. Khi mà lên được Kha'Zix 3 với cả Venga 3 nữa thì thôi chứ. Mình sẽ lên Sen, mình sẽ lên Sen. Mong trận này sẽ lên Sen 3. Ông kia ông chọn tiền vàng, không biết là ông có lật kèo cái tình thế 6 sát thủ với cả 4 assassin hay không. À 6 assassin và 4 ninja được hay không. Kha'Zix 3 rồi. Akali. Đây rồi, đây. Akali, 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 Akali.
Trời. Mẹ. Tôi bỏ quên một thằng thằng ấy rồi anh em. Thằng Sen à? Mẹ. Quên mất. Trời ơi. Bật Sen 3 luôn rồi. Ok, không sao. Chắc là thắng luôn trận này rồi. Trời ơi. Đang phải xem cái bảng hệ một tí. Ok, gạt đầu bạn này làm gỏi luôn rồi. 2001 đam trời. Là GG. Good game. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới. Đừng quên ấn like với cái kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Tạm biệt.